chẳng có YouTuber nào mà đăng cái video giới thiệu kênh cho người chưa đăng ký vào lúc 12 giờ 46 phút sáng đâu ha. Có mỗi kênh này à. Rồi. Xin chào mọi người. Thích Han đây. Đây là sẽ là video giới thiệu kênh cho những người chưa đăng ký. Thế nên là mình là với cái video này, một video chính thức đầu tiên của kênh mình, thì mình xin phép giới thiệu về nội dung bản thân có thể làm. Thì ở kênh YouTube này sẽ là nơi đăng các video chỉnh sửa thu được từ những cái buổi stream game online tấu hài trên Limonip vào các ngày là thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần từ lúc 22 giờ cho đến 1 giờ 30 sáng. Thế nên nếu mà mọi người thích thì mọi người có thể ghé thăm ủng hộ mình. Ngoài ra thì còn ở ngoài ra nội dung trên kênh cũng chưa hết, mình còn làm video về các cái thể loại game offline, đặt mục tiêu đó chính là tập trung có chất lượng tốt nhất về soi kênh vấn đề là cốt truyện, giúp mọi người hiểu hơn về cốt truyện, đồng thời là cho mọi người thấy rằng là gameplay của những game offline ấy, chất lượng. Ở đó là có nêu các cái cảm nhận cá nhân để cùng mọi người trải nghiệm trước khi mà xuống tiền một con game nào đó. Đó là toàn bộ những nội dung sắp tới của kênh. Mong mọi người thích và ủng hộ. Cảm ơn và xin chào tạm biệt mọi người.